Chiều ngày 11 tháng 5, Công an phường Nam Dương, quận Hải Châu đã bắt quả tang hai đối tượng gồm Trần Quang Cầu, 28 tuổi, Trần Như Ý, 22 tuổi, cùng trú huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, đang có hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy tại một ngôi nhà trên đường Nguyễn Văn Linh. Qua khám xét, thu giữ trên người một gói ni lông chứa ma túy dạng heroin cùng nhiều kim tiêm dùng để sử dụng ma túy. Khai nhận với cơ quan công an, các đối tượng ra Đà Nẵng hành nghề phụ hồ và thời gian rảnh cùng nhau mua ma túy về sử dụng ở khu công trình. Hiện các đối tượng và tang vật đã được bàn giao cho Công an quận Hải Châu để điều tra xử lý.